Xin chào tất cả các bạn. Đây là cái video đầu tiên về ăn uống của VN, nên có gì sơ sót thì mong các bạn hãy bỏ qua nha. Mình xin giới thiệu một chút về những cái món đồ ăn này. Đây là những cái món đồ ăn miễn phí nha các bạn. Nó miễn phí trên đất Mỹ mà họ phát cho học sinh vào mỗi buổi sáng. Và mình nằm trong cái chế độ ăn ké thôi nha các bạn, không phải của mình đâu. Và trong đây nó có những cái bánh nhìn rất là lạ. Và đây là cũng là lần đầu tiên mà mình ăn những cái bánh này. Đó là cái trái cây đóng hộp nè, sữa tươi nè, rồi thêm nước ép trái cây nữa. Và trái cây ở trên đây cherry, dâu, với cái này là mình mua nha, chứ không phải là họ phát miễn phí đâu. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn những cái món này nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái bánh này trước. Cái bánh này nhìn nó khá là lạ, mình không biết nó có ngon hay không. Phải cần thêm nước để dễ nuốt các bạn ơi, nó hơi khô khô. Ở trong đây làm như nó có thịt, rồi nó có thêm phô mai, cheese là cái gì đó, nhìn nó rất là lạ. Vì anh ăn hay vì anh hay cắn vào môi, không biết lý do tại sao. Hương vị nó rất là lạ so với những cái bánh Việt Nam nha các bạn. Nó mình không biết nó có ngon hay không, nói thiệt mình không biết nó có ngon hay không. Chắc tại mình ăn chưa quen á. Mình sẽ cắn thêm một cái nữa. Mình nghĩ nó khá là khô nha các bạn. Người Việt Nam chắc không ăn cái bánh này quen quá. Mình cũng thuộc dạng hơi khó ăn. Cái bánh này ăn nó có cảm giác là hơi khô khô cái miệng và khó là thuốc nha các bạn. Mình nghĩ nó là thịt bò hay sao các bạn ơi. Thịt bò chứ không phải thịt heo đâu. Thịt bò rồi cheese rồi hành đồ trong đó. Mình đã uống hết cái hộp này, chắc phải khui thêm hộp sữa. Nhìn cái hộp sữa này em nhớ tới sữa Long Thành với lại nhớ sữa Đà Lạt Milk ở bên Việt Nam. Sữa không đường nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn qua cái này. Mình thích thiệt chứ mình không hợp với cái món này gì hết các bạn. Mình nghĩ hai cái này á, cái này với cái này nha các bạn, nó là giống nhau hay sao, nó chỉ khác nhau mỗi cái mùi, là cái mùi này nó có thêm cái mùi vị giống như là cà ri á, còn cái này thì nó không có cái mùi đó. Nói chung thì nó cũng hao hao,
hơi hơi là giống nhau. Bây giờ thì mình sẽ ăn trái cây coi nó có ngon không nha. Trái cây, mình nói trái cây trên nước Mỹ nha các bạn, nó rất là rẻ. Giống như trái cherry này đúng không? Ở Việt Nam mình bán là đâu mấy trăm nghìn một ký á, nhưng thật ra trái cherry này mà mình mua trong siêu thị á, khoảng 900 mấy gram á, thì nó chỉ có 8-9 đồng gì đó. Nó rất là rẻ. Mình sẽ nói về cái trái cherry này một chút nha các bạn. Cái trái cherry này hình như bên Việt Nam nó khá là mắc, và nó mắc hơn cả cái trái cherry màu này nữa nha các bạn. Nhưng mà ở bên Mỹ thì nó cũng khá là rẻ, nó không mắc đâu. Một hộp của nó chỉ có 8 đồng hay 9 đồng gì, rất là rẻ. Còn mình nói để lát mình ăn cái này xong đi rồi mình sẽ nói về cái dòng này cho các bạn nghe. Nó rất là ngọt và nó rất là giòn. Mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái trái dâu này. Cái trái dâu này á quá trời rẻ luôn. Hồi nãy giờ nói cái gì cũng rẻ mà mình nói thiệt, nó rẻ thiệt nha các bạn. Một hộp của nó 900 mấy gram là gần 1 kg á, và nó chỉ có tầm là 2 đồng mấy thôi. Tính ra thì nó chỉ có 2 đồng mấy, chưa tới 50.000 tiền Việt Nam nữa. Nhưng mà buổi sáng mình ăn các bạn biết vấn đề gì không? Mình phải lấy ra ngoài, tại vì cái răng của mình nó không chịu được lạnh. Sữa này của mình cũng lấy ra ngoài nè, cái này mình cũng lấy ra ngoài, mình để tầm hồi nãy giờ vào khoảng hơn nửa tiếng á, thì mình mới ăn. Cái răng mình rất là yếu và mình ăn vô thì nó rất là ê, nên mình phải để ra ngoài như thế này. Nó rất là ngọt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ khui thử cái hộp này coi, mình ăn coi xem coi mùi vị nó có ngon như là ở Việt Nam hay không. Thì ở Việt Nam thì mình cũng đang ăn trái cây đóng hộp, mà đóng hộp trong hộp nhôm, nào là nhãn, nào là xoài, rồi nào là chôm chôm, tao nói quá trời luôn. Vào trong đây để mình coi coi nó có những nơi nào. Nó có đào nè, lê nè, rồi cái này là và wow, có cả trái nho luôn nha các bạn. Mùi vị thì cũng giống như Việt Nam thôi, không có gì khác. Mà nhiều khi đồ ăn mình ăn mình nhiều lúc buồn cười lắm các bạn. Mình ăn cái mùi vị nào mà nó giống hơi hơi Việt Nam á, thì mình sẽ khen nó ngon. Còn cái mùi vị nào mà mình cảm thấy là nó hơi lạ đó, giống như hai cái này đi, là mình nói nó là nó có vị lạ nhưng mình không có chê nó là nó không ngon. Giống như mình chưa quen thì mình
cảm thấy nó ăn khá là lạ. Như những cái món này nè, mùi vị nó giống Việt Nam thì mình lại thích nó. Vien ăn như thế này thì đã là xong rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy Vien ăn khá là ít đúng không? Và mình sẽ cố gắng ăn nhiều hơn ở những cái video tiếp theo. Thực ra thì nhìn tổng quan cái mặt mình thì nó hơi mất mát một chút thôi, nhưng mà thực ra nhìn bên ngoài thì mình rất là gầy. Mình có chỉ có 100 mấy pound thôi nha các bạn, bằng 40 mấy ký ở Việt Nam thôi, chưa qua 45 ký đâu. Và mình chiều cao của mình thì hơn 1m62 đó, nên nhìn mình khá là gầy. Thì mình sẽ cố gắng ăn thêm nhiều hơn nữa vào những cái lần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.